Yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại về kênh của mình nhé. Và trong số đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi biểu tượng Liliana của Vũ Hùng để có thể là chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm của mình khi chơi tướng này nhé. Nào, bây giờ cùng nhau bắt đầu cuộc chơi với mình thôi. Và thay vì đấu hạng như mọi khi thì trận này mình quyết định là đấu đỉnh cao để có thể là cởi lại hạng cho biểu tượng Liliana nhé. Sau một thời gian vừa rồi mình bỏ bê biểu tượng này khá là nhiều, vậy nên mình phải đấu đỉnh cao để lại được điểm nhiều hơn, cởi hạng nhanh hơn dành cho biểu tượng này. Và trận đấu này mình tiếp tục là đối đầu với cả Vera. Và trận này là có Richter để support cũng khá là ngon đây. Đầu game hành cho Vera sắp mặt luôn kìa, mình chỉ phải đi farm thôi. Sau đó xuống dưới kia đi check bùa. Chơi mid là như vậy, các bạn cố gắng đi check bùa nhá, chứ đừng có trông chờ vào AD xạ thủ. Xong lúc còn lại đổ cho nhau, dừng lại kêu là do xạ thủ, và xạ thủ lại kêu là do support. Support lại kêu tại sao mid không ra gank các thứ. Thôi chứ mình ra gank cho nó lành. Hoặc là cả hai bên đường được ra cũng được. Ok, trận này chết chắc rồi. À không, nó vẫn chạy được kìa. Vì tưởng của đấy là sẽ có thể là hai người có thể ép vào giết được vị tướng Kafenmi. Nhưng có lẽ không may mắn như vậy. Tiếp tục về farm lực mid thôi. Liliana là vị tướng thuộc dạng có phụ thuộc và trang bị rất là nhiều. Các bạn quăng farm thật là nhiều cho mình nhá. Không farm là không chơi được đâu. Cứ phải farm thôi. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định sử dụng bộ trang bị đó chính là trượng bùng nổ và gơ tận thế. Vì là team nó đứng từ xa rất là mạnh. Mình cũng chỉ nên đứng từ xa cấu rỉa thôi chứ không nên lại gần áp sát. Ví dụ như là vị tướng Vera, kiểu Vera mà mình chỉ cần áp sát nó thôi, là băng vào một phát, nó là làm thêm một quả chiêu hai là thôi, mình xác định là lên bảng điểm số ngay lập tức. Hoặc là đơn giản như vị tướng Mark đây, Mark là mình lại gần một phát là sẽ dính nội tại của nó, là sẽ không hồi được máu đâu, coi như là quyền trượng Rhea vứt đi đấy. Và cả cái lúc mà cũng sẽ khá là khó khăn khi đối đầu vị tướng đấy đấy. Nên là tốt nhất mình đứng từ xa thôi. Cái trận trước mình sử dụng bộ trang bị song kiếm để có thể đối đầu lại tướng Vera, vì là team mình sẽ là có nhiều đấu sĩ lao lên trước, có thể là làm phá được Vera, còn mình sẽ đứng từ đằng sau. Mình có thể đứng từ đằng sau cấu diệt và sau đó lao vào khi mà Vera hết choáng rồi. Nhưng mà cách chơi đấy khá là nguy hiểm, mình cũng không khuyên mọi người nên lên chơi như thế nhá. Tốt nhất là đứng từ xa thôi khi mà đối đầu với tướng Vera này. Đứng từ xa hạ gục bằng combo của dạng người. Đầu tiên là các bạn hãy ném chiêu 2 chiêu 1 thật chuẩn xác cho mình nhá. Sau khi mà xong thời gian Vera đang bị choáng này, Vera đang bị choáng lúc đấy là nếu mà nó cũng bị sốc, cũng phải ném 2 chiêu 2 chiêu 1 đấy, cũng phải tầm nửa cọc của nó đổ đi đấy. Nên là mọi người lúc thừa cơ hội đó hãy lao vào thẳng cho nó cào luôn chiêu 1 nhá. Tức là các bạn hãy ném chiêu 2, chiêu 1, sau đó lướt chiêu 3, cào chiêu 1 đánh thường. Sau đó nếu mà nó vẫn chưa chết thì tiếp tục lướt chiêu 2 nhà linh đạn ra. Đó chính là kết thúc của combo của tướng Liliana khi ở dạng người nhá. Còn ở dạng cáo thì sao? Ở dạng cáo mọi người hãy cố gắng làm theo như mình. Đó chính là các bạn ở dạng cáo này, các bạn lướt chiêu 2 lên, nhả linh đạn ra, cào chiêu 1, đánh thường. Sau đó là hóa về người về chiêu cuối. Sau đó tiếp tục ném chiêu 2, chiêu 1 thật là chuẩn xác thôi mình nhá. Đấy là chính là combo của Liliana khi ở dạng cáo. Ở dạng cáo có một ưu điểm cực kỳ mạnh, đó là khả năng xúc đem rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên khả năng cấu rỉa sẽ không được đề cao lắm đâu. Ok, bé Max chết không? Ok rồi. Còn dạng người tuy nhiên là sát thương sẽ gây ra thấp hơn một chút vì là quả cầu lính đạn có khả năng nổ khá là thấp. Nhưng mà bù lại là các bạn cũng có khả năng né được nguy hiểm. Tức là gần như là các bạn sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nói chung là mỗi cái một trang bị lại có một ưu điểm riêng, mọi người có thể là lựa chọn theo cách phong cách chơi của mình nhé. Bạn nào thích an toàn hơn, đứng đi cùng với team nhiều hơn, đứng từ xa cấu rỉa nhiều hơn thì bạn hãy chơi trang bị đó chính là trượng bùng nổ và gương tận thế. Còn nếu mà thích áp sao và thích đúc bụi hoặc là thích ăn mạng thật là nhiều như sát thủ ấy thì bạn hãy cố gắng chơi theo bộ trang bị đó chính là song kiếm nhá. Bộ đấy giúp mà khả năng sốc đem cực kỳ là tốt luôn. Tốt nhất là dạng cáo nhá. Và các bạn khả năng cáo trụ rất là nhanh, còn sau khi khóa về người ấy các bạn vẫn tiếp tục đánh thường vẫn được tăng tốc đánh các thứ rất là ngon. Mình thì mình thiết kế bộ 2 hơn so với bộ 1, nhưng mà bộ 1 lại an toàn hơn so với bộ 2 và tùy trận đấu mọi người chọn phong cách chơi khác nhau nhá. Ví dụ trận này thì mình vẫn phải là quyết định là chơi bộ trang bị trượng bùng nổ thôi, vì là không áp sát được. Không phải không áp sát được mà rất là khó để áp sát. Ok, và trang bị phù hiệu mình sẽ để dưới góc màn hình nhé. Còn phần bảng ngọc mình sẽ để trong phần mô tả để cho mọi người có thể theo dõi và tham khảo theo. Thì anh thế nào, trận này có bữa đó họ thì nó vẫn chưa ăn này. Thì mình có 3 đứa liền không ăn được mới lạ đấy. À, dừng thì nó cực cả mắc luôn. À đâu, ví dụ Vera không phải dừng thì nó. Ok rồi, có bùa. À không, dừng nó ăn rồi. Tự nhiên thế nào mà lại team mình lại ra đây ăn mạng chứ không ăn bùa. Cơ hội đây rồi, nhà linh đạn ra. Ồ, nhà bà con mày à? Thế thì dừng sẽ chết. Một mạng cho mình, mỗi tội là không có bùa thôi, tiếc thế. Nãy là mình lại ném quả cầu linh đạn này mà ném hơi sớm một chút, mình tưởng quả đấy sẽ vào rừng thêm nó, nhưng mà không ngờ lại vào vị tướng mắc vừa mới chết xong, nên là quả cầu đấy lại khá là phí đấy. Và khi nhặt cầu cầu linh đạn thì mình cũng có một chút lưu ý cho mọi người, đó chính là khi mà các bạn cố gắng để ý tạt tim nó đã hết choáng rồi.
Ví dụ như là trận vừa rồi thì mình đã thấy Vera hết choáng này, vì tầng Phoenix cũng không thể làm choáng được mình lúc đấy đâu, nên mình sẽ sang nhà lính quả lính đạn luôn. Còn nếu mà bạn muốn an toàn hơn lại cố gắng núp ở trong bụi, tức là né né ra tranh một chút, đứng từ xa nhà có lính đạn ra, và sau đó là tìm cơ hội hóa về người, ném chiêu 2 thì có thể làm choáng, làm chậm được tiến tích, như vậy là tăng khả năng trúng được vị quả cầu lính đạn hơn nhé. Tiếp tục là vị tướng support cho nó. Ok rồi, trận này khá là ngon đây. Team hiện tại đã được 10 mạng, team nó chỉ có 1 mạng thôi. Có lẽ vẫn nổ được này. Ở đây có biết là cầu rừng thì nó thế thôi, mình nên đứng xa xa ra một chút, cầu riêng. Trên lại gần có đấy toang ngay. Nói chung là cứ phải biết địch biết ta một chút để chăm trận săn thắng đấy mà, có gì đâu. Ngoài chỉ đồng đội ngu. Nói thật là mặc dù mình rất là xanh nhiều trận rồi, nhiều trận mình đã đăng trên video rồi, mình rất xanh, nhưng mà gặp đồng đội gặp đồng đội chán không tả nổi thôi vứt. Đây có mắc này, cứ đứng từ xa. Ui, dính ngay chiêu cuối của Alice này, dính cầm ngay cầm lặng một chút, cứ đứng từ xa cấu gì ở, sau đó là bọn nó gần yếu máu thì mình hãng lao chiêu cuối vào như đây này. Ok, có mạng của xạ thủ, nhắn cái đạn ra. Châu phết nhở. Ồ mà châu thật, vẫn ăn được mạng. Rồi té là thôi, khám chết chắc rồi. Thôi kệ, ít ra thì mình vẫn có thể ăn được 2 mạng rồi, cũng khá là ngon. Team nó cũng đổi lại ăn được thêm 2 mạng của team mình thôi. Ok, cố lên. Thôi quả này sao xạ thủ lại toang à, không ăn được, vẫn ăn được mạng của Alice này. Không bị toang, mình sợ là quả đấy nó sẽ bị dính cái chiêu 1 của vị tướng Phoenix ấy, là sẽ dính choáng do Phoenix vào ăn nốt, nhưng mà lại may mắn hơn như vậy vì là không có lính. Thôi về đi support thôi. Trên này team mình support cũng khá là hay, cả rừng nữa. Tiếp tục đi farm thế nào. Không được để cho bọn nó giàu hơn mình. Bira mà giàu lên thì thôi, xác định là cứ mình có dính ngay cái chiêu 2 của nó làm choáng thôi là toàn là cái chắc. Ôi đi về thôi support ơi, làm gì vậy? Không ăn được mạng kìa. Quả đấy mà mình sử dụng cái gì nhỉ? Ma chú có khi là ăn được mạng đấy. Và nếu mà trang bị bộ trang bị gương và kiếm, tức là bộ trang bị song kiếm ấy, thì là có khi ăn được mạng pha đấy, vì là ở dạng cáo rất là mạnh luôn. Thôi, té. À đấy, vẫn ăn được mạng của support này. Thêm một con rồng nữa. Nhánh đạn ra, xạ thủ đi nào đâu rồi. À chết rồi. Thế thì còn dừng tiếp nó. Đó, có mạng ngay. Ơ mà sao cái đấy nó lại chết nhở? Mình nhớ không ném chiêu cho 2 cho 1 là không trúng mà nhở? Thôi kệ đi, chết cái gì chết, nói chung là mình ăn được mạng, có được một cái bùa xanh, thế thôi. Bùa xanh ai chả thích. Nói chung là mình rất là thích ăn bùa xanh, đặc biệt là ăn bùa xanh của rừng ấy. Nếu mà mình mà thường sẽ yêu cầu bọn nó chơi những vị tướng nào mà không sử dụng đến năng lượng ấy. Ví dụ là Butterfly này, Butterfly bây giờ hay bị cấm, mình không chơi được. Thì có thể là chơi vị tướng ví dụ là Ryoma chẳng hạn, thì là mình sẽ ăn được bùa xanh. À, chứ là một công đôi biệt, vẫn có rừng mà mình vẫn ăn được bùa, cánh tim được các thứ. Còn trận nào mà fit quá thôi, mặt mò chả dám ăn bùa đâu. Chứ trận nào mình xanh thôi. Chứ mà ăn đã fit rồi là còn đã không chơi được rồi lại còn ăn bùa nó và nó chửi trò. Xạ thủ lại có mắc không, mắc không bay đến. Mình được có đến mắc lại bay đến nữa thì lại thêm một mạng. Rồi đi về thôi. Trên kia bọn nó định phá trụ à? Lên trên đấy nhanh. Đi vòng vòng ra đằng sau này. Có xạ thủ, chiêu 2 chiêu 1, lao vào cao chiêu 1, lướt chiêu 2. Không cần nhả lý đạn đâu. Đánh thường thôi. Thế cũng được rồi. Ở đây có mắc này. Mắc đâu rồi. Ui, tôi. Té. Bấm ngay thanh tẩy. Suýt đã bị ném quả chiêu 1 của Vera vào người kìa. Quả đấy mà ném súng là toàn ngay đấy. Vì Vera bây giờ về giữa game rồi, cũng khá là thấm rồi. Thôi tôi đi farm vậy. Đi farm bù lấy lại, hồi lại máu. Trận này mình quyết định sử dụng thanh tẩy. Bởi vẽ là như các bạn thấy vừa nãy đấy, đó chính là cái chiêu 2 của tướng Vera, làm loại bỏ được chiêu 2 của tướng Vera. Như vậy là sẽ không bị choáng nữa này, sẽ không lo bị sốc đêm. Và hơn nữa là cái vị tướng mắc khi mà nội tại của nó dính trên người mình ấy, nội tại điện gì đấy, là bạn sẽ không hồi máu các thứ đúng không? Thế bạn có thể bấm chiêu 2 đi, bấm thanh tẩy đi, là coi như là các bạn sẽ chưa bị dính cái chiêu của vị tướng mắc đấy, thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thôi rồi, về. Sẽ một toàn. À, Vera đi đuổi theo kìa.
Nhưng mà thôi, tôi tự theo cái con xạ thủ này vậy. Nhưng mà nó còn nhiều máu quá. Mình lại còn bị mắc dồn theo nữa này. À không, nhưng mà nó không bay tới nơi. Bình thường là khi mà có mắc ấy, thì mình sẽ sử dụng quả cầu băng xương. Nhưng trận này mình nghĩ là không cần đâu, vì là mình sẽ đứng từ xa cấu rẻ là chính. Và thêm nữa là mắc trận này cũng khá là thích bắt vì tướng xạ thủ chứ không có thích bắt mình. Trận này xạ thủ khá là đen khi bị bắt mắc, bị mắc bắt liên tục luôn. Lên thôi, biết đội thắng được nhở? À không, có Vera kìa, Vera kìa. CO2 chứ mùa này. Ok, toàn ngay, vẫn chưa cần mình lao vào luôn. Quả đấy vẫn còn một chút đạn của xạ thủ. Cho mình xin cái con bùa cái đã, cho mình xin con bùa. Có bùa rồi, máy qua tìm nhường cho mình. Bình thường mọi khi là sẽ xạ thủ ăn mất, nhưng trận này mình vẫn được nhường này. Thì ở trận này cũng chắc là mình không thủ nổi đâu, thắng là cái chắc rồi. Ok nha. Ui, bắn xịt kìa. Từ từ, lao vào xin cái trụ. Ok rồi. Cái trận này VRS hình như vào hơi sâu một chút, không có rút ra được. Quá là đen cho thanh niên. Chơi hơi sâu phải chịu thôi, biết làm sao. Cấu rìa nào đứng từ xa, cấu rìa tìm cơ hội khi bọn nó yếu máu mới hãng lao vào. Đó chính là cách chơi về tướng này. Các bạn cứ tuân thủ theo mình như vậy. Đó chính là cứ đứng từ xa cấu rìa chiêu 2, chiêu 1 thật là tốt. Sau đó là khi mình yếu máu thì mới lao vào nhá. Như vậy đây này, ui. Lại có mắc ở đây, có đấy mắc chặn đường, chứ nếu không mới ăn được mạng của hai con kia đấy. Quả cầu linh đã nổ không? Nổ rồi. Nhưng mà nó lên kháng phép rất là thấm. Huân chứng choi. Thôi tôi đi về. Và cái huân chứng choi thì là kẻ thù truyền kiếp của Lena luôn. Mới nhớ có trận là cả 5 tên đứa lên quả cầu băng xưa. À Lena, huân chứng choi. Thế là cuối cùng là mình phế, mình không chơi được cái gì. Mà team mình trận đấy có mỗi mình đánh team. Thế là xong thua bét nhè ra. Khá là cay huân chứng choi này. Mặc dù là mình đã nhiều bạn tại nói hỏi tại sao mình ôi lại chết rồi. Nhiều bạn hỏi tại sao là mình lại không lên full xuyên giáp phép. Nhưng mà mình nói thật đó chính là cái full xuyên giáp phép để không có tác dụng. Mình nói thật luôn là mình đã lên cả hai bộ trang bị là xuyên tâm lệnh cùng với cả trợ hỗn mang. Hơn nữa có thêm mình cái xung quanh ví dụ giảm giáp phép với kiểu gươm hiền chiết các thứ. Ôi chịu, chẳng có tác dụng gì luôn. Mình lên vẫn như kiểu mua đốt inox luôn đấy. Đây là điều quyết định. Đó chính là khi mà tìm ra lưỡi chân choi thì các bạn phải trông chờ hết xạ thủ tìm bạn thôi. Hoặc cả team mình bảo kê thật là tốt, mình phải cố diệt từ tối mới ăn được. Chứ để mà nó đã tìm nó một phát snowball lăn vào hẳn người mình thì thôi, xác định là toàn. Lên thôi nào. Mình còn một đồ nữa, đó chính là đồ xuyên giáp phép. Cái hương trượng hỗn ma. Tìm nào đồ hết rồi nhỉ? Mình nghĩ xem là đang ăn kinh công. Có Phoenix ở trên kia nhưng chắc là không ăn rồi. Phoenix chắc là hết chiêu cuối. Chiêu cuối Phoenix cào đấy là cái chiêu chủ lực để có thể là ăn được tinh công. À đây có tin nó này Phoenix kìa. Cứ bình tĩnh cấu diệt thôi. Đây rồi, cơ hội. À thôi, nhưng tin nó vẫn còn đây. Thôi đi về. Ui, máy thế, có đấy mắc không dừng lại bắt mình. Tin nó cũng chết rồi kìa. Có đấy mình cũng chỉ sợ kinh công nó đọc cho một phát là thôi. Lại toàn ngày một đời của nữa của tôi. Đi về. Team nó đã ăn thế này rồi, mình không ăn được đâu. Vào được không? Vẫn không ăn được kìa. Đi về thôi. Ủa, quả đấy giết được cả xã thủ tiêm trợ tổng tiếp nó. Chỉ cần dính chiêu 2 thôi là cứ đi chết được ấy. Nhưng mà lại không dính được chiêu 2 mới đau chứ. Quá là buồn đi mà. Rồi, biến về thế nào. À, được, có chân, có một chân lính to ở đây luôn này. Rồi, bây giờ mới an tâm đi về. Cái gì thì cái, cứ phải ăn lính trước đã. Nói chung là trời đánh trẻ mình ăn. Tình yêu như đĩa thịt gà, người trẻ háo hức, người già chê xương. Nên là cứ phải đi farm cái đã. Lát nữa khi mà mình cuối hết đồ rồi, cái đồ mày chê xương sau. Rồi bây giờ là cứ phải thịt ngon. Mình vẫn còn chưa đủ đồ mà. Tìm nó lại đây này. Về người cấu diệt từ xa. Chờ cơ hội mày hãng lao vào. Một bé. Tiếp tục có xã thủ. Hai bé. Nhà linh đạn ra này. Ôi thôi, nhà nhầm đứa rồi. Cứ phải cấu rỉa. Lướt chiêu 2, nhà linh đạn. Rồi, nhảy chiêu cuối. Ba bé. Còn bé xã thủ mà. Ui, mình cũng hết máu rồi. À đây, còn bé thứ tư này. Ok, nhà linh đạn ra. Trời ơi, đừng chết. Chiêu 2, chiêu 1. Ok, mega kill cho mình. Quá là ngon luôn.
Các bạn thấy chưa, cứ tuân thủ kế hoạch của mình, đến từ xa cầu rìa, sau đó mới lao vào nhá. Là ăn được mặn, ăn thẳng mi các kiểu lên này. Ngon rồi. Ok nha, biến về thôi cái đã. Trời này là mình không có lên quyền trợ Rhea nên là mình cũng không hồi được máu. Đúng rồi, lựng tiền, lựng một đống tiền. Rồi, ok, trận này mà không win nữa thì thôi, đau lòng lắm đấy. 14-2-11 liền. Đấy, mà không win nữa thì vứt. Mà kể ra thì cũng có nguy cơ đến rồi đấy. Mình vẫn nhớ là có cái đợt mà mình mega kill gần như đầy đủ luôn mà lại thua. Vì căn bản là về cuối game mà nó lên quyền trợ Rhea. À, lên cái huân chương soi, mình lại không có đỡ được cái pha đấy. Thế là thôi, toàn luôn. Ok, có sao, ôi, dừng tiếng nó đấy. Ôi, vớ ngay được cả cái choáng nữa này. Ngon rồi. Nhảy đã, nhảy chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1. Rồi kệ nó đi. Dính ngay thêm một phát đại bác của nó là toàn đấy. Nên là thôi, không ham hú. Thôi đấy, cái đàn hỏi là cái chết bị gái là cái sức tê tái đấy. Nên là biết đấy, không nhục nhã thì thôi, đi về. Dạ, vừa ăn BKQ xong lại toàn nữa. Thì vứt. Tim nó là được món hơi. Có Bera này. Không trúng kìa. Có lẽ xã thủ mà ném được cái quả đấy chịu trúng Bera có khi lên bảng với mình đấy. Ok, Bera đâu rồi? Thôi không sao, thắng rồi. Thế là cuối cùng cũng thắng được và cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Thì hay cho mình xin một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người về video tiếp theo. Bye bye. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it.